Tôi xin bắt đầu bằng một vài con số. 215.300 là số cử nhân thạc sĩ thất nghiệp theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 500.000 vị trí được các doanh nghiệp không tuyển được nhân sự. 60% cử nhân làm trái ngành, trái nghề. Thực trạng nhức nhối trên xuất phát từ việc các bạn trẻ thiếu định hướng, thiếu kỹ năng cần thiết trong công việc. Chính vì lẽ đó, Rút Cộng ra đời nhằm mang đến giải pháp hiệu quả cho hai nhóm khách hàng mục tiêu, sinh viên, doanh nghiệp. Đối với sinh viên, chúng tôi đưa ra một lộ trình 3 bước thấu hiểu, định vị, hoàn thiện. Đầu tiên, ở bước thấu hiểu, thông qua hệ thống 1.000 bài test trên nền tảng website, các bạn trẻ sẽ đi sâu vào khám phá bản thân. Định vị, kết nối mentor, giúp các bạn trẻ xác định rõ mục tiêu và lộ trình nghề nghiệp. Cuối cùng, hoàn thiện, các bạn trẻ được kết nối với các chương trình đào tạo, các dự án xã hội của cộng đồng lớn Rút Cộng để học tập và hoàn thiện bản thân thông qua trải nghiệm thực tế. Bên cạnh đó, tôi còn hướng đến là cánh tay đắc lực hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp là các trung tâm giáo dục đào tạo, Rút Cộng giúp các đơn vị thu hút học viên. Với việc này sẽ tiết kiệm chi phí marketing và bán hàng. Đối với doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm nhân sự bằng các thuật toán gợi ý, chúng tôi giúp doanh nghiệp tối ưu quy trình tuyển dụng và đánh giá ứng viên. Là đơn vị tiên phong ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực định hướng và kết nối đa kênh dành cho sinh viên, chúng tôi mong muốn trở thành nền tảng số 1 Đông Nam Á với 5 triệu người dùng vào năm 2025. Với mục tiêu đó, Rút Cộng đang có thương hiệu lớn trong cộng đồng giới trẻ Việt Nam với 21 dự án xã hội và 500 thành viên. Bên cạnh đó, nền tảng website đã thu hút 9.000 user và 1.500 lượt truy cập mỗi ngày. Dòng doanh thu của chúng tôi đến từ 3 nguồn chính: chương trình thấu hiểu và định hướng bản thân, đăng tin quảng cáo tuyển dụng, kết nối ứng viên trên website và affiliate các khóa học. Để có được cộng đồng lớn Rút Cộng như ngày nay, không thể không nhắc đến đội ngũ đồng hành, các anh chị có giàu kinh nghiệm. Cảm ơn và rất mong được sự ủng hộ của tất cả mọi người.